Ồ, ở đây có đàn dê này anh ạ. Hỏi hỏi xem thanh niên này có bán không? Ông mà chị mua á? Hả? À? Bán không? Không bán á? Thanh niên này nhiều dê thế. Có bán không hả thanh niên? Hả? Không á. Không á? Ây ô. Ồ, nhiều dê bán. Này sao không bán đi? Nhiều nhiều như thế này bán 1-2 con đi. Nhiều thế nhỉ? Ồ, nhiều thế nhỉ? Có bao nhiêu con đây hả em trai? Hả? 30 con có không? Có đến 30 con không? Hả? 20 con đấy. À. Ây à. Nhiều thế bán bớt đi. Hả? Không bán á? Nhiều thế thì bán bớt đi để nuôi làm cái gì nhiều thế? À, dê rất là to luôn. Dê này béo nhỉ? À, dê rất là béo ấy. Đấy, không bán đấy. Không bán, tiếc nhỉ. Bây giờ đi đâu tìm bây giờ? Mà anh em mình định đi tìm dê nhưng mà lại thấy một đàn nó đông ở đây. Cứ nghĩ là bán như lần trước anh mình đi mấy lần trước nhưng mà lần này lại không bán rồi. Có phải lúc nào cũng số đỏ đâu. Đúng rồi. Hôm nay thì hai anh em trong cái chương trình tìm dê cho nhà em rìa, có bác ạ. Nhà em rìa thì cũng có cô Lê Thị Trinh ở bên Mỹ hỗ trợ cho một cặp dê để về nuôi. Đợt trước thì cũng có cô Trần Thị Hương hỗ trợ cho một con rồi, nhưng mà cũng sinh được ba anh chàng khóc khỉnh rồi, nhưng mà không may nó lại con mẹ nó lại ngòm củ tỏi mất. Cô Lê Thị Trinh này cũng hỗ trợ cho gia đình một cặp để về phát triển kinh tế. Nhưng mà bây giờ tìm dê nó rất là khó các bác ạ. Do là mùa này nó đã vào mùa thả rông được rồi, bà con mặc dù rất là đông đàn thế nhưng mà cũng không bán. Đấy, nên là để tìm được một cặp dê khỏe mạnh, đẹp đẽ về phát triển kinh tế thì nó cũng hơi là khó. Đấy, phía dưới này nó cũng thung lũng này, kiểu như thung lũng núi nhỉ. Bây giờ những cái ngô, những cái đường ngô này này bà con đã gọi là gieo thu được hết rồi, bây giờ bà con thả rông được rồi ấy. Ồ, từ đây nhìn lên nè, trên kia vài. Cả số dưới này nhìn này. Cái khe thế bảo là cảnh. Ở trong cái khe kia là cũng có mấy nhà nuôi đúng không? Đúng rồi, cái khe kia là cũng có tầm 4-5 nhà ấy, cũng có nuôi dê đấy. Vâng. Để tin nữa anh em vào hỏi xem nào. Vâng. Gọi là vừa đi vừa hỏi, cũng hôm nào đi cứ thấy dê ai nuôi dê cũng hỏi thôi, nhưng mà cũng chưa tìm được con dê nào, rất là khó luôn. Thế bây giờ anh em mình sẽ xuống cái bảo hùng kia sẽ là có ai bán hay không ấy. Nhưng mà khả năng là mua được con dê hôm nay lại phải có tủ cái để mà tắm rửa cho nó, lấy ít hồ chơi về tắm rửa cho nó được khỏe khoắn. Bây giờ anh em anh em lại tiếp tục đi hỏi xem là có nhà nào bán hay không thôi các bác ạ. Đó, cũng gọi là đi gần hết một ngày rồi nhưng mà cũng chưa tìm được. Bởi vì là dê gần đường như thế này ấy, thì những cái người nó đi hay đi mua dê buôn bán ấy, thì cũng mua hết rồi. Thì rất là khó để anh mình là tìm được dê. Vâng. Rồi đi thôi. Vâng. Thế này anh ạ. Đi vào đấy đi. Vâng. Bây giờ cứ nhà nào có thì mình vào hỏi thôi. Bây giờ cũng không biết là nhà nào người ta bán ấy, cũng phải vào tận nhà hỏi thì mới biết được các bác ạ. Đấy, đây là một cái khu lùng núi rồi. Em chị làm ai? Ờ, chị bố bố mua mì tôm muối. Nên là bố mua mì tôm chim mà. Là mì tá. Nó chỉ nói bố thì chung mì tôm chim. Ừ. Ủa giờ lấy bố muối mà. Mì sẽ chỉ mua mùa ra ở lĩa thì là mình hỏi cái thứ. Thế là mình đi xuống dưới này xem. Nhà em trai này cũng ở dưới đấy. Nhà em trai này cũng dưới đấy á? Vâng. Thế là đi đưa người yêu đi chơi à? Đây là vợ hay người yêu đấy? Tôi con hiểu, con nhỉ? Vợ đấy. Vợ á? Mới đi chơi gì về à? Nghĩ tại là rồi, đi bà ngoại về. Đi ngoại à? Thôi mình đi thôi nhỉ. Ồ, nhà nào có cái tường đá đẹp thế nhỉ? Ghê quá. Đây là một cái đường xuống dốc của bác. Xuống một cái gọi là cái hùm. Đấy.
Wow, đường xuống một cái thung lũng của bác. Ở dưới này nhiều cái hoa cỏ kim thế nhỉ. Vâng, trắng hết cả núi rừng. Ở dưới này cái hoa cỏ kim còn nhiều hơn nữa nha các bác. Đây là đã xuống một cái thung lũng núi rồi đó. Đây ở dưới gần như là một cái hổm luôn. Chỉ mới xin mùa đó. Ồ, bà bảo là không có dê rồi. Nhà bà không có dê. Những cái nhà ở trên này là bằng cái tàng rào đá nhỉ? Đúng rồi, xếp bằng cái hàng rào. Bây giờ không biết là sẽ đi nhà nào nữa. Anh em hôm nay không khéo vào công cốc về tay trắng về không rồi. Ấy nhầm rồi. Nên phải mất chìm rồi nè. Hả? À, chết gì ngờ không nè. Nhân đi á. Cô bảo là có một nhà ở dưới này cũng có rất là nhiều dê luôn, nhưng mà không biết là họ có bán được không ấy. Nhà dưới này á? Vâng, có lẽ là cha anh mình phải xuống dưới này để tìm ra. Hỏi thôi. Vâng. Nhà chị gái này lấy về cho bò hay cho dê đấy? Nhóc thế liền. Mấy hạt đấy? Chết đi, lại nó nhúc rồi. Lấy cho bò đấy. Lấy cho bò á? Thế là nhà ở tít tận trên kia à? Nhà ở cá chú phi. Cá chú phi nữa? Thế vào đây lấy cỏ tận đây á? Không, ở nhà có nhà mà bảo là bây giờ đi thì cỏ đi. Tức là vào đây xong là đi về lại cỏ về theo. Thế là nhà bà ngoại ở trong này à? Thế là áo trắng trắng đây là vợ á? Đây là vợ. Ui. Trẻ nhỉ? Trẻ nhỉ. Thế là lấy vợ ở tận đây. Thế thì buộc thế này thì hai người làm sao mà ngồi được? Yeah. Hả? Một người ngồi xuống đây á? Thế là mình ngồi đấy hay vợ ngồi đấy? Vợ ngồi đấy. Vợ ngồi đấy á? thưa vợ thì không được cho vợ ngồi. Để vợ ngồi đấy cơ mà vợ về đến nhà cơ mà bầm tím hết cả bông đít à? Về là không. Hả? Em ở đấy cũng được á? Nhưng mà vợ về biết đi xe không? Không. Không biết đi thì vợ đi nên làm sao được. Ê, nhớ chết rồi. Ấy mất chỉ mới mưa ấy. Không, anh nhớ xuống đây đã nhá. Xin chào ông bác nhá. Taxi lò là. Chị đó. Ấy, ông bác có điệu dáng không đội. Ôi nhà này lấy cái này về về đựng nước à? Cái này là cái thau cái nồi nấu rượu. Nấu rượu à? Vâng. Nấu rượu ấy. Thế hẳn cái nồi nấu rượu về đựng nước à? Honey. Cái này dòng nước ở đâu về đấy hả bác? Phải đó. Kéo ở trên kia về cơ. Tận trên kia về á? Ở đây bác có cái góc hoa đu đủ nhỉ? Hoa đu đủ được đấy. Cái này à, đây chắc là lối xuống đây hay sao đây này. Mà trên gì mà nhớ chứ. Bảo là anh em mình xuống dưới này, có khi là có một nhà ở dưới này bán dễ. Thì xuống xem thôi. Vâng, xuống xem thôi. Có bán thì tốt, không có bán thì anh em lại công cốc thôi. Dạ. Có hào á? Ba, rồi vâng. Bảo là nhà. Bảo là nhà ở dưới này rồi đấy. Nhà tận dưới đấy á? Vâng. Thế nhưng mà đi lối nào đi hả bà? Có đi một lỗ. Đi lối này ấy. Thẳng lối này đi á? Vâng. Bà con ở đây toàn chơi một kiểu này à? Bà đưa anh mình đi xem. Bà đưa đi em đi á? Vâng. Vâng. Ba đi. Đấy, đường đi lối lại cũng chỉ gọi là đi như thế này thôi các bác ạ. Ở đây có một cái vừa mía này. Hả? Ở đây có một cái vừa mía rất là đẹp luôn. Nhiều mía thế. Mía nhà bà ư? Chị ca chi ở cho lò. Nhá cho. Nhá cho á? Ở cho nhỉ? Bán không bà miến... có bán không? Miếng của nhà chị ấy. Ông chị mua. Hả? Hả? Chị có bán đang bán cho em một cây. Bảo là anh ăn thì chị cho anh một cây. Mua thôi không ấy đâu. Chị dòng người có sức. Ôi cho này tiết chị. Chặt cho em một cây. Cái này giống như quả năm hay sao? Quả này là quả gì nhỉ? Cho này tiết chứ. Cái này là thuốc thôi. Thuốc á? Vâng. Cái này cái cà gì đấy? Không biết là khoan được.
Có ăn được à? Ăn cho một cây. Đây đây, bao nhiêu tiền? Đây giả tiền luôn, giả tiền luôn. Mua cà xé. Chặt cho một cây nhá. Một cây thôi để ăn thưởng thức cái vị ngọt đó. Ồ, mía đây rất là to luôn. Rất là to nhỉ, ở đây trồng được mấy cây mía. Ồ, à nhà dưới này à? À nhà dưới đấy á. À cô bảo là nhà dưới này. Ờ thế thì chị gái chặt cho một cây mía nhá. Chị chặt cho cây nào thì lấy cây đấy. Thôi giúp bà con 20.000 200.000 để thử một cây mía của bà con dòng ở trên này không biết là có ngọt không. À mà chào có. Bà con ăn được mía không? Ồ, ốp nó tỏ cá chín rồi. Ốp nó tỏ cá chín. Bà con ăn được cái này không? Này thế nó tỏ này chín nó. Chín rồi. Chín rồi. Lấy cái dao về chặt từng khúc ra đi em. Cháy. Mời chị một khúc. Ờ. Này đi, hôm nay tụi nó nhà. Hả? Chị nó. Chị ăn đây không ngại đâu. Nó nơi nhà chị ra món này nhá. Bảo là anh em mình mang đi đường ấy, nếu mà khát nước thì có đường rồng ấy. Đấy, chặt ra ăn luôn như còn. Có được gà mấy khóm này tốt hết nhỉ. Vâng. Ồ. Cái này chắc là chị bỏ phân hay là cái gì? Ốc bỏ phân chi á? À, không bỏ phân đấy. Không bỏ phân á? Nó ăn đi. Hả? No à? Bà cứ ăn đi không ngại đâu bà ơi. Chị ra mà mày. À bà là không có gian ăn. Không có gian được. Đây mời ông bác này. Ông nó chỉ nhà nó chỉ nó. Nhà nó. À không có gian không ăn được á? Đây tưởng gì đi. À chỉ nó á? Chỉ nó á? Ơ bà là không ăn ơ. Không ăn á? Ờ thế thì chặt ra thì anh em mình lại có mía ăn rồi. Cái này có vẻ cứng lắm nhỉ. Cái này là cái mía này là mía này kiểu như là mía đường ấy, không phải là mía mình ăn. Ờ đúng rồi, không phải. Cái nhưng này mà mùa là... này chưa ngọt đâu, mùa này đang mới có vào tháng 8 tháng 9 này là chưa ấy đâu. Mía chị... non thôi mà. Vừa nãy chị bảo là chưa ngọt đấy. Đúng rồi, mùa này cái mía này mía non thôi mà. À, mía này mía non đấy. Nên là gọi là anh mình khát nước thì khát nước vào thưởng thức một khúc để biết thôi. Vâng. Khéo gãy răng. cứng lắm á. Mùa này chưa ngọt đâu, mùa này là mùa đang non mà hơi chua chua mặn mặn. Ừ. Mặn khát nước thì lấy về nhà ăn thôi. Cây này là cây thuốc gì nhỉ? Quả cây này cây thuốc gì anh ạ? Thuốc gì á? Quả ấy này. À không quên, à chưa mệt quá. Mời mọi người ăn thử miến của bà con trên này. Miến này rất là cứng anh ạ, mọi người răn phải cứng chắc lắm. Khỏe đúng không? Răn chắc khỏe thì mới ăn nào. Bà mấy bác bảo không ăn được cũng phải không? Cái cây hoa đu đủ được này. Nhiều thế. Nhiều thật đấy. Cái này mang về ngâm mật ong, bà con ở đây không biết lấy về ngâm mật à? Vâng, kể là bà con có những nhà thì không lấy được mật nên là cũng bỏ như thế là rất là phí đúng không? Chị bà đơn đồng ý chỉ thuê kho à? Hả? Chị nó mấy chị để tả? Chị bảo tí chị cho mình, anh em mình không cái hon nó đủ. Được rồi, sẽ tí nữa quay lên mình xin nha. Ý chị lấy tí đều. Gia đình một ít. Ừ. Rất là nhiều luôn. Bà con ở trên này do là đây này, cây này thì có quả mà cây này thì hoa đu đủ được của bác, rất là nhiều hoa luôn. Đấy, do là bà con cũng không biết lấy về để mà ngâm mật ong ấy. Để đấy chín nở trắng hết rồi. Nó bảo là nhà dưới này có dê. Nói là cái đường đi lối lại của bà con ở đây quá là vất vả. Thôi, không được dê thì cũng được khúc mía. Ăn đỡ buồn miệng rồi. Lúc ăn đỡ đói thôi. Đấy, cái đường đi như thế này nói chung là chỉ toàn là đi không được thôi. Đúng rồi. Này mà đi không còn mệt ấy, như bà con thường ngày là hay đi những con đường như thế này cô bác. Toàn đi bám vào những cái tảng đá. Bám vào những cái vách đá với lại đường chân đá như này. À cái nhà này mới xây sao đây này? Nhà này mới làm. Mới làm đây này. Vâng. Nhưng mà làm được cái ngôi nhà ở đây đúng là cũng quá sao? Là xương sầu. Sao không lấy cái tấm tôn về lập ở trên nhỉ? Cái tấm tôn để mình dùng nước. Tôn về quay thì lại lớp bờ lộ ở trên. Đúng rồi. Cái này dùng nước mới gọi là ok này. Đúng rồi. Mới sạch. Trên đây là bờ lộ. Cái này nếu mà để mà lấy gạch xuống đây thì cũng không thể lấy được. Có ai nhà không? Có mất thế chưa? Nhớ rồi.
Ê, có người ở nhà ấy. Anh em chơi nào? Nào chơi gì? Hả? Mấy anh em đang uống rượu à? Hả? Họ chơi không? Hả? À, ui. Ừ, được rồi, em anh cần luôn nhá. Hả? Họ chơi. Họ chơi thế này không không thôi á? Chỉ mất trình rồi là. Không có gì. Không có cái gì à? Không có cái gì à? Không có cái gì, có rượu uống là được rồi. À. Có rượu là có cái gì rồi đấy. Chỉ uống rượu cho chịu tí thôi. Ừ. Đó. Mấy lít rồi, hết mấy mấy ca xanh xanh kia rồi. Một thôi á. Ôi. À 2 ca rồi phải không? 2 ca rồi. Anh 2 ca thì mỗi người 1 ca rồi. Đây thế đây là nhà của em trai nào? Của em à? À của em á. À? Mới mới làm cái nhà này à? Ừ đúng rồi. À. Sao lại không lấy cái tôn về lợp ở trên để mà hứng nước mà lại lấy về quây thôi? Làm thế rồi à? Mình lấy cái tôn này về lợp mãi để mình hứng nước ấy. Cái tôn này hứng nước thì mới trông xài được. Tôn này hứng nước về để mình dùng sinh hoạt thì nó mới sạch, thế là lấy về quay hết nhà thế này thôi. À chị chỉ muốn là vườn chúa vào sản nó gì? Ờ, cho vườn chúa này thì chúa kỳ mình chỉ cho vườn đá sẵn. Mà là cái tấn tôn này nhiều tiền hơn cái viên ngón Bloxima. Ờ, nhưng mà quay được hết cái nhà thế này thì cũng gần được một cái mái nhà còn đâu nữa. Chắc đủ một cái mái nhà rồi đấy. Nhà chơi không? À, hai cái nhà ở dưới này nhìn cũng hoàn cảnh ghê nhỉ. Vâng. Đây này, cả cái nhà kia nữa kia. À, đúng rồi. Ở đây nó gọi là một cái thung lũng núi rồi. Cái thung lũng làm được một cái nền nhà này cũng sương nhỉ. Làm cái nhà này hết bao tiền? Tất cả là hết 50. 50 á? 50 triệu. Làm được cái nhà đây có sợ là vất vả nhỉ? Có sợ gió thổ? Có chứ. Có. Sao không có sợ. Sợ anh cảm ơn nhé. Thế bảo là nhà em có dê à? Hả? Đây á. Ờ. Con dê? Con dê á. Ờ. Con dê chắc là không phải nhà em có. Ừ, không phải. Ồ. Thế là nhà nào? Thế mới bảo là nhà nào ở dưới này có nhiều dê lắm. Bảo là ở dưới này có dê, vừa nãy là bảo nhà em đấy, ông bà bảo nhà em có dê bán đấy. Thế á? Ừ, thế đấy. Ồ, bán hết rồi. À, bán hết rồi á? Ồ, có nhưng mà bán hết rồi. Ồ, bán làm nhà. Ừ, anh cảm ơn nhá. Ừ. Đấy, con chắc là nóng rồi. Nóng, ồ, nóng quá. Nóng quá lại đóng cái mặt trời chiếu nắng này. Đi vào cái chỗ dâm đi để con à cháu bị ốm á. Ồ. Thế ở dưới này còn có nhà nào nuôi không hả em? Dê? Nuôi dê á? Ờ. Nhà nào có dê bán không ấy? À có bán thì không có. Không có à? Nuôi dê thì ở đây thì 6 nhà nuôi mà. Hả? 6 nhà mấy? 6 nhà nuôi á? Ờ. À. Hầu như là nhà nào cũng nuôi dê. Ừ. Ồ. Thế mà cũng không có con nào bán ấy. Nhà em thì chắc là mới làm nhà bán đúng không? Còn nhà nào nhiều ở đấy? Đấy anh tìm lấy mua lấy một hai con. Thế một con bao nhiêu? Một con bao nhiêu bây giờ bán bao nhiêu thì anh biết được chứ. Anh kia đi mua thì biết được một con bao nhiêu. Một con bao nhiêu nhiều tiền thì mình bán đấy nhỉ? Chắc rồi. Nếu mà nhiều tiền thì mình bán đấy, ít tiền thì không bán đâu. Không phải thế đâu. Bé thì lấy tiền ít. To thì lấy tiền to không à, không à, tìm được dê nữa rồi. Vì cơ hôm nay anh em là công cốc à. Xuống cái đường này phải nói là quá là khó khăn nhỉ. Không được dê thì hãy đủ đi em ơi. Vâng, hãy đi để ngâm mật ong thôi. À, đây có một tổ ong đây này. Đây đây. Ủa, cái này nua rồi. Này là ông nuôi ông nhà rồi. Chơi nhà nấy à, nấy nhiều rồi. Hả? À. Ờ. Chứ cháu ngồi. Hả? À. Chứ không mấy nữa. Bảo là cái này chia đi một phần rồi. Chia đi một phần hả? À? Bay đi một nửa. Lấy được tí mật nào chưa hả chị gái? À, bà ta xin hoa giấy à. Xin chào á. Lấy một lần rồi. Lấy một lần á? Vâng. À đây này. Để sao ở trong này nhưng mà không biết có mật hay không thôi. À. Đúng rồi, đúng rồi.
ở trong hốc đá. Trong hốc đá. Ngay trên cái cây hoa đu đủ luôn. Cây hoa đu đủ luôn. Cây hoa đu đủ này tài nhỉ. Đây này, mọc ở đúng cái khe đá luôn. Sao là cái tổ ong ngay ở giữa cái góc cây đu đủ đấy. Tổ ong thì ở dưới luôn. Cái đu đủ này mà trèo lên có được không? Cái đu đủ này có trèo được không á? Không biết đấy. Đây này, những cái trước mặt em kia là lấy được rồi, hái đi. Nhưng mà hái cái nở thì không lấy đâu. Hái cái ở trên trước anh ạ. Ờ. Còn lấy cái nhiều dưới lắm này. Đây này. Cây này rất là nhiều luôn. Một vườn mía. Hả? Ờ. Ô tiểu mà chết. Nhân này chỉ liền nhé, chỉ lo. Đấy. Ô xin một sáu xin đấy không mía. Lên được không á? không phải là không có năng khả năng trèo lên được. Không khả năng trèo. Wow. Đấy em dìa thì chào được anh chắc không chào được. Trời quá. Em dìa thì chào được anh chắc không chào được lên được á. Ừ. Ờ. Xem rùa thôi. Nhảy lên, lấy đế đà một phát lên cái ngạc ngạc kia là được. Bà Hà lên to đùng rồi thế này. À đúng rồi. Ô nhiều bà Hà đã lên rồi thế này. Cây bà Hà. Cây bà Hà đây. Đây đây này. Rất nhiều cây bà Hà đã lên rồi. À đây có hai cây lan. À. Cây không lan. Đây có phải là cái này có phải là dễ trèo không? Cái này đúng là không có cầu là không thể qua không xong được. Không lên được. Chữ. Ý. Ấy. Kéo kéo. Giật mình. Là phải nhảy ngay đấy. Ố, cái hoa đó đổ được nhưng mà có cái quả đực nữa. À. Đây là quả đực này người ta nói là quả đực này ngâm thả vào cái chai mật ong thì rất là chất lượng luôn. Ồ, thế thì vặt luôn. Nhưng mà có biết là bởi vì là đây cây này toàn là hoa đu đủ, toàn là hoa ấy, nhưng mà lại có cái quả nữa. À. Nên là à, nghe là có vẻ hơi sai. Người ta bảo thế nào nghe thế thôi. À, người ta bảo là cái quả này rất là thuốc rất là tốt đấy. À, nó không giống như cái cây đu đủ cái. À, nhưng cái ấy kia là vặt thôi, còn cái nở thì thôi em ạ. À. Rất là nhiều luôn đây này. Đó là bà con ở đây không có mật ong để mà ngâm ấy. Đấy này ngâm mật ong về làm thuốc thì rất là tuyệt vời. Lấy ấy thôi. Đấy. Em làm lấy cái nào ha? Nhiều lắm nhỉ. Đẹp. Thế này. Đấy. Đấy chùm này nữa đây này. Trời ơi, nhiều thế. Ú, đây anh này, đây. Đâu. Tưa luôn. Ồ. Đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đây. À. Đây không phải nói à. Ngâm với lại mật ong thì không không biết phải tả thế nào cả. Rồi. Cho hết vào túi. Khéo khéo nhá. Lắc lư. Hôm nay đi tìm dê không được dê thì cũng được một món đặc sản của núi rừng rồi. Món này phải nói là đặc sản. Ui, nhiều thế. Sai nhiều thế, quả ở hoa rất là nhiều luôn. Hoa rất là nhiều. Thấy chưa? nhiều thế nhỉ. Long lanh luôn. Rồi. Hái hết đi. Thôi chị cho xin thì đằng nào cũng không dùng đến cũng bỏ phí mà. Bỏ phí. Cái này nếu mà ai biết dùng thì thành thuốc, ai không biết dùng thì cũng nở trắng thì dụng hết rồi mà. Đây này, như cái này nở ra thế này thì cũng gọi là sắp dụng rồi. Cái này chỉ lấy về phơi khô thôi. Phơi khô sắc nước uống. Bà cô này đi điệu được cái món gì về rồi? Tùy gì sẽ gì? Ờ thì xem nhỉ. Cái giò bếp thôi. Giò bếp á? Vâng. À mang đi bón nước à? Mang đi là về làm cái vải lanh ấy. À, mang về nhộn vải lanh á? À? Vâng, nhộn vải lanh. À. Hay ở tủ á? Cô bảo là thở không được nữa. Thở không được. Thôi, được rồi em ạ. Vâng. Hết chưa? Em lấy một ít về bố sắp ăn nước uống. À. Nhiều lắm. Được nhiều quá. Quá nhiều luôn. Đây, một túi với lại ở đây còn chưa tính nữa. Chỗ này phải vặt ra hết cho vào túi mới được. Vâng. Rất là nhiều. Lấy cái cần kia về á. Lấy cái cần để á. Lấy tí nữa cắt cái phần này thôi. Còn cái này mình lấy về. À. Nguyên như thế nó mới cho vào túi này, tí nữa treo xe chứ phải túi này mới được chứ. Không như thế thì làm sao một mà túi là chắc là không hết á. Phải hai túi á. Được rồi. Cái này không phải nói à. Chắc phải ngâm được
một cái này à, một hũ, cái này chắc phải ngâm bằng để hết đây, có phải 4-5 hộp, 4-5 bình nhiều này. Thôi gì nhỉ, xin chị nhá. Ồ, xa xanh hả? Mình về thôi, đi thôi. Ấy, vẫn còn cái khúc đấy từ nãy giờ. Chị bảo chị không ăn đấy. Chị không ăn á? Vâng, thế là bảo là em lấy về. Anh em ơi. Hai anh em hôm nay thì nói chung là không được cái nọ thì được cái kia các bác ạ. Kia thành quả hôm nay của anh em mình chỉ có cái này thôi. Chỉ có ngọt và đắng, đắng và ngọt. Đúng rồi. Là đắng và ngọt. Có đủ luôn. Tôi một chút. À, đi xuống dưới này xem nào. Ồ nhà nhiều nhiều dê. Ồ nhà bí thế nhỉ. Đi cũng có, dê cũng có. Mua, chưa? Nó chơi chưa? Thì đây này hình như là bác mới đuổi về sao kìa. Ui ui, chỉ chết chó. À đây này. Bác chủ nhà đây. Đúng rồi, bác chủ nhà. Đây bắt đầu đi lùa cái con dê trong kia về. Ừ, nhiều thế nhỉ? Ồ, nhiều, rất là nhiều luôn. À nhiều bò nhiều dê thế. Hỏi bác có bán không? À bỏ một mấy tù á. Nhà lọ. Một mấy tù chỉ mua. Ồ, nhiều thế. Hả? Nhiều, rất là nhiều dê luôn. Thì cho này. Cái chị cho là. À. Rất là nhiều. Có bán không bác? Hai chuồng đi, bên kia một chuồng nữa kìa. Bên này một chuồng nữa. Mua chim mua. Cái chị chỉ mua nha. Nó có trong vào nhé. Ừ. Là dê mới đi đi đu núi về đúng không? Đúng rồi, dê mới đi. Cửa là kiểu này thế á. Cửa mở kiểu gì thế này? Cái này một cửa nhấc à? Ồ, thiệt hả? Nhiều thế này có bán con nào không bác? Bảo là phải hỏi con trai đấy. Hỏi con trai á? Được rồi, cứ để đấy, cứ để đấy. Thế là em mới đi thả về à? Anh nhớ không một trả lời á? À đúng rồi, vừa mới đi thả về. Nhiều thế cũng không bán bớt con nào à? Chỉ mua mấy tuần thôi là. Chỉ mua mấy. À bà không bán đâu. Ồ, thế này gầy nhỉ. Thế là ở dưới này còn có nhà nào bán không em? Hắn thì bớt cho mình tù chỉ mua. Chỉ mua á? Bà là không có ai bán nữa rồi. Không có ai bán á? Bán hết rồi. Ồ, thế gầy nhỉ. Một tàn đó. À, thế là hôm nay chắc là không mua được rồi. Một ngày... À đấy nhá. Một ngày công cốc à. Ê, một chết hả? Thôi. Đấy anh đi tìm dê tiếp đã. Không thể chi à. À đấy nhá nè. Hôm nào bán thì hôm nay bán bảo anh nhá. Nhiều thế mà họ cũng không bán. Cơ bản là mùa này thả rông được rồi. Thả rông nên là dê bắt đầu chuẩn bị là béo lên đấy. Béo lên. Mùa này là mùa dê thả dê nuôi nên là bà con để nhân đàn lên. Hôm nay thì anh em công cốc à, không làm gì được. Ô, có cái hoa nào đổ được kia nhiều nữa. Ô, nhiều thứ. Nhiều hoa nào đổ được. Hôm nào vào lại lấy tiếp. Vâng. Khu này nhiều hoa đủ đủ lắm, các bác ạ. Mang về ngâm mật ong. Cô bác nào có muốn sử dụng hoa đủ đủ được ngâm mật ong hoặc là mật ong ngâm hoa đủ đủ thì liên hệ qua chỗ xuất hiệu nhé. Để được thưởng thức những cái sản phẩm của bà con ở trên vùng cao này. Được hẳn hai túi luôn. Hẳn hai túi luôn. Cái này ngâm này chắc phải chục hộp rồi. Đây là cả một cái thung lũng của bác ạ. Thì nữa phải vượt cái eo này đi lên. Họ có lẽ là anh em Xuân Thiệp và em Dìa cũng đi về thôi. Vâng. Hôm nay thì em Dìa đừng buồn nhá. À không buồn đâu. Có cái này là không. Trước khi đi mua dê có bà thông báo với ông bảo là hôm nay đi con đi tìm dê mua chưa? Hôm nay cũng đi tìm là có cả ngọt và đắng. Cả ngọt cả đắng. Vâng. Thôi anh em về thôi. Có lẽ là Xuân Thiệp cũng đi về thôi các bác ạ. Cũng dừng cái nội dung của mình ngắn ngắn ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại các cô chú bác ở những video lần sau.